truyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia Tác giả Tử Sắc Một Ốc Người Dịch Một Nhiên Chương 521 Đêm trước kết thúc 7 Buổi tối, cả nhà Bình Vương và Vĩnh Vương Tiến Cung Cùng với hai vị lão Thái Phi Bất quá không mang theo thiếp thất Thứ tử thứ nữ cùng mang theo Bình Vương Phủ không có thiếp thất Đều là đích nữ đích tử Nhưng Vĩnh Vương Phủ có Vĩnh Vương không phải người sủng thiếp diệt thê Y không có lá gan đó Bằng không y sợ, cố quận thần là người đầu tiên không thai cho y hơn nữa lý lạc không thích thiếp thất bắt đầu từ khi hắn tuyên bố sẽ không lập nhi tử thiếp thất hầu phủ làm thế tử trong kinh thành mơ hồ lan truyền bác quái như vậy lúc ấy cũng có người nói chính hắn là thứ tử lại xem thường thứ tử thế nhưng rất nhiều người đồng ý với hắn tất nhiên dòng chính và dòng thứ khác biệt tham kiến phụ hoàng bình vương và vĩnh vương dẫn gia quyến hành lễ tham kiến hoàng gia gia lúc bọn họ đến Cố quận thần và Lý Lạc cùng ba hài tử đã có mặt. Có thể gặp lại chiếu ninh đế, đối với Bình Vương và Vĩnh Vương mà nói cũng là kích động, dù sau đó là phụ thân ruột thịt của bọn họ. Nhất là Bình Vương, y tạo phản thất bại, phụ hoàng giáng chức y đi hoàng lăng, đã là thủ hạ lưu tình. Bây giờ đã qua 17 năm kể từ khi sự việc xảy ra, Bình Vương nhớ lại, luôn luôn cảm thấy xấu hổ. Tất cả đứng dậy đi. Chiếu ninh đế nói, tầm mắt nhìn về phía tầng quý phi bây giờ là tần thái phi ngươi đã già rồi chứ ninh đế thở dài già đi rất nhiều nhưng vẫn mang theo phong tình năm đó nữ nhân này xinh đẹp cỡ nào tùy ý cỡ nào hiện tại đã là một lão thái thái nội trạch tần thái phi mỉm cười rất hiền lành bà đã trải qua nhiều chuyện như vậy từ phụ thân tạo phản thất bại đến khi bị biếm vào lãnh cung lại bởi vì động đất rời khỏi lãnh cung sau đó cố quận thần đăng cơ thả bà đến bình vương phủ hưởng phúc còn có cái gì bà chưa từng trải qua cũng bởi vì những chuyện đó tâm bà bình tĩnh buông tha vô cùng cảm kích cố quận thần đổi lại bất kỳ một người nào làm hoàng đế nhất định sẽ nhốt và vào lãnh cung xem bà như con tin gây khó dễ nhi tử nhưng hắn thì không có lẽ giống như chiếu ninh đế nói trong số tất cả các vị hoàng tử cố quận thần thích hợp làm hoàng đế nhất ngôi vị vốn là của phụ hoàng hắn hắn lên kế vị là chính đáng thực ra Cố quận thần là nhân vật vô cùng xuất sắc. Mấy năm nay hoa quốc mưa thuận gió hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp, ai cũng nhìn thấy, hắn và Lý Tiểu Hầu Gia một nội một ngoại. Cố quận thần phụ trách sự việc triều đình, Lý Tiểu Hầu Gia phụ trách kiếm bạc, tuy không phải nam nữ kết hợp nhưng lại càng thêm hài hòa. Ngay cả tôn nữ của ta cũng sắp thành thân, sang năm sẽ gả đi, ta còn không già hay sao? Tần Thái Phu nói, thanh âm không còn sang sản như trước kia. Bà hiện tại là một lão nhân nội trạch, tôn nữ chuẩn bị thành thân. Chiếu Ninh Đế bất ngờ, đó là đích trưởng tôn nữ của ông, là cặp sinh đôi. Đúng vậy, năm nay 15, đã hứa cho người ta, thần thiếp chỉ có một đứa tôn nữ, không nở để nó gã sớm, cho nên kéo dài tới năm sau. Tần Thái Phi trả lời, là người nhà nào, không được để tôn nữ ta bị ủy khuất. Chiếu Ninh Đế hỏi, thật ra thì Tần Thái Phi cảm thấy những lời này có chút buồn cười ông rời đi dứt khoát từ khi nào quan tâm tới tôn nữ nếu thực sự quan tâm tại sao bây giờ mới hỏi bà đối với nam nhân này bà đã sớm chết tâm chẳng qua hôm nay biết ông trở về bà muốn tới nhìn nên mới tiến cung có điều thời gian trôi nhanh mọi thứ đã thay đổi vị vương gia anh tuấn hùng vĩ năm đó khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nay cũng chỉ là một lão đầu tuy rằng còn có thể thấy được vẻ đẹp trai khi còn trẻ nhưng đã không còn là vương gia trong lòng bà không phải ông thay đổi, mà là bà thay đổi. Tất cả mọi thứ đã thay đổi, dựa theo thân phận ông thay đổi mà thành. Năm đó ông chỉ là một vương gia, bao đệ của thái tử. Không có quá nhiều tranh giành quyền lực, ông chỉ cần phối hợp thật tốt với thái tử. Nhưng sau đó ông trở thành hoàng đế, bà xin giả tâm, sau đó bọn họ càng đi càng xa. Cố quận thần cố nhiên là là người được chọn làm thái tử, hoàng đế lựa chọn, bà không phủ nhận. Nhưng nếu như ông có tâm, có thể hảo hảo bồi dưỡng nhi tử của mình, làm sao biết được nhi tử của ông không bằng cố quận thần chứ? Ngay từ đầu, ông đã không nghĩ tới việc bồi dưỡng nhi tử của mình, ông giống như hoàn thành sứ mệnh, canh giữ ngôi vị hoàng đế, chờ cố quận thần lớn lên. Mà mỗi người đều đang chờ cố quận thần chết, ngay cả mạnh thần y cũng bó tay không có cách giải độc. Mọi người đều biết, hắn nhất định sẽ chết. Hết lần này tới lần khác Lý Lạc xuất hiện, giống như cố quận thần từng nói, bọn họ là định mệnh của nhau, vì nhau mà sinh ra, mà tồn tại. Nếu Lý Lạc không bị chỉ hôn cho cố quận thần, sẽ không có Lý Tiểu Hầu gia hiện tại nổi danh thiên hạ. Cố quận thần nếu như không quen biết Lý Lạc, đã sớm mất mạng, trúng độc mà chết. Phải không? Chiếu Ninh Đế tự biết không còn lời nào để nói, có chút xấu hổ. Đại quận chúa hứa cho người ta rồi. Lý Lạc chủ động hỏi vấn đề thay Chiếu Ninh Đế. Phải. Bình Vương phì mở miệng, gãi cho chất tử bên nhà mẫu thân thần thiếp. Thật ra khi còn nhỏ đã từng nói đùa làm oa oa thân, thần thiết không để ý, cũng không nhắc tới, chủ yếu là tìm một nam tử mà quận chúa yêu thích. Sau đó hai đứa gặp nhau, cặp phu thê son có chút tình ý với nhau, nên quyết định dựa theo oa oa thân năm xưa. Gia tộc mẫu thân Bình Vương Phi là đại gia tộc, nhưng bởi vì sự tình của Bình Vương, cả gia tộc điệu thấp, không dám gây chuyện. Quận chúa gả vào gia tộc như thế cũng tốt. Thứ nhất, cố quận thần hiện tại coi như hậu đãi hoàng huynh, Thứ hai, đó là gia tộc mẫu thân Bình Vương Phi, cổ mẫu làm bà bà, ngoại tổ mẫu thành tổ mẫu, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Chưa kể, vị quận chúa này rất thông minh, có cần bản hầu ban hôn không? Lý Lạc hỏi. Bình Vương Phi đứng dậy, sau đó quỳ xuống. Thần thiếp tạ hầu gia ân điển. Có đương nhiên là tốt, thêm một tầng đảm bảo cho nữ nhi. Tuy rằng là gia tộc mẫu thân, nhưng đối với nữ nhi mà nói, đó là gia tộc trượng phu có thêm thánh chỉ nhà trượng phu mới càng đối xử tốt với nàng lý lạc để nàng đứng lên hoàng thúc cũng phải ban thưởng một ít lễ vật trang điểm cho hoàng tôn nữ một ít đây chính là vinh dự thái thượng hoàng ban cho dĩ nhiên dĩ nhiên chiếu ninh đế lập tức nói trong lòng vô cùng cảm kích lý lạc quả nhiên vẫn là lý lạc nói chuyện thoải mái nhất hiểu rõ ý nghĩ của ông biết ông muốn nghe cái gì so với những người còn lại ông thật sự không biết nói cái gì kế tiếp là các tôn tử tôn nữ khác bất kể đích thứ chiếu đinh đế đều ban thưởng thái thượng hoàng có tư khố riêng sau khi thoái vị ông giao tư khố cho cố quận thần nhưng còn có mấy tư khố nhỏ nữa mấy năm nay ra năm vào bắc lưu trữ vật phẩm không ít ông tặng bọn nhỏ quà ra mắt khiến bọn nhỏ cực kỳ mừng rỡ quà tặng trân quý hay không không quan trọng quý ở chỗ là thái thượng hoàng ban thưởng phá lệ có giá trị sau bữa cơm chiều mọi người rời đi lý lạc lưu lại thương lượng một ít sự tình với chiếu ninh đế liên quan tới hôn sự của quần chúa lý lạc muốn chiếu ninh đế hạ chỉ thể hiện ông rất coi trọng một nhà bình vương thái thượng hoàng hạ chỉ trong tình huống bình thường ngay cả hoàng thượng sẽ không phản đối chiếu ninh đế nghe thế quyết định tự mình hạ chỉ nhưng trước đó phải lựa chọn một ít lễ vật thời điểm bận rộn chiếu ninh đế lại vui sướng ông cảm thấy hình như lâu lắm rồi ông chưa từng bận rộn như vậy ông chọn rất nhiều lễ vật cho quận chúa, coi như là thêm của hồi môn cho nàng thành thân. Có điều, ông giao toàn bộ lễ vật cho Lý Lạc, bởi vì ông không biết, tới lúc quận chúa thành thân, ông còn có thể chứng kiến hay không. Lý Lạc không đồng ý. Hắn nói, ông nhất định có thể chứng kiến. Chiếu Ninh Đế càng ngày càng tin tưởng lời nói của Lý Lạc, nếu Lý Lạc chắc chắn, ông không còn miễn cưỡng. Ngày hôm sau, Thái Thượng Hoàng Hạ chỉ khiến toàn bộ kinh thành anh động thái thượng hoàng tứ hôn cho đại quận chúa đồng thời ban phong hào làm minh châu quận chúa nghĩa là hòn ngọc của hoàng thất đồng thời lý lạc triệu bình vương phi tiến cung hầu gia tìm thần thiếp có chuyện gì sao bình vương phi không hiểu hôm qua mới gặp nhau mà lý lạc nói thẳng không kiên kỵ hôn sự của minh châu quận chúa định vào khi nào tháng 9 năm sau bình vương phi trả lời thái phi muốn giữ minh châu ở lại mấy tháng với lại cuộc sống hiện tại đang an ổn có hơi sớm vậy định ngày sớm một chút đi lý lạc nói vì sao bình vương phi không hiểu lý lạc không thể nhúng tay vào hôn sự của minh châu ban đầu không nhúng tay hôm nay cũng sẽ không nhúng tay nhưng hiện tại nói như vậy nhất định là có nguyên nhân vậy nên bình vương phi mới hỏi ta thấy thân thể thái thượng hoàng không tốt lắm hơn nữa ngài muốn chứng kiến hôn lễ của minh châu lý lạc trả lời bình vương phi hiểu ngay lập tức thân thể thái thượng hoàng không tốt Bình châu cử hành hôn lễ trước thời hạn không chỉ để thái thượng hoàng chứng kiến mà bởi vì nếu thái thượng hoàng xảy ra sự cố bất ngờ minh châu phải thủ hiếu hôn sự kéo dài minh châu là đích tôn nữ của thái thượng hoàng chữ hiếu không thể buông bỏ nếu không sẽ bị thiên hạ trách mắng đa tạ hầu gia nhắc nhở thần thiếp trở về thương lượng với thái phi xem ngày nào thích hợp tổ chức sớm bình vương phi lập tức nói trong lòng đã có tính toán bình vương phi trở lại bình vương phủ lập tức đi tìm tầng thái phi thuật lại cho thái phi những gì lý lạc nói cần thái phi vừa nghe tình huống thân thể thái thượng hoàng có thể sẽ ảnh hưởng đến hôn sự tôn nữ lập tức kêu bình vương phi tới nhà mẫu thân nàng thương lượng sự tình thế này bình vương phi không dám chậm trễ xế chiều hôm đó lập tức tới nhà mẫu thân quyết định hôn sự diễn ra sớm hơn dự định bởi vì lúc làm mai ngày thành thân cũng đã được chọn nên mọi người đã biết ngày nào là ngày tốt không cần mời người tới tính ngày thêm lần nữa trực tiếp chọn một ngày trong danh sách là được. Hai nhà quyết định, ngày hôm sau, Bình Vương phi tiến cung thông báo cho Lý Lạc biết ngày thành thân của Minh Châu, định vào tháng 3 năm sau. Tháng 3 thời tiết ấm áp, đầu mùa xuân là điểm báo tốt lành, cuộc sống về sau càng thoải mái hơn cuộc sống năm trước. Lý Lạc biết tin, lập tức báo cho chiếu Ninh đế. Chiếu Ninh đế rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là đại thọ 60 của chiếu Ninh đế quan viên tứ phẩm trở lên cùng gia quyến được phép tham gia. Ngày hôm đó, vô cùng náo nhiệt. Chương 522, đêm trước kết thúc 8. Liên quan tới đại thọ 60 của Thái Thượng Hoàng, mọi người đột nhiên nhớ tới năm đó, năm đại thọ 40 của ông, năm đó, tiểu hầu gia bỗng nhiên nổi tiếng. Mà trong nháy mắt, đã hơn 19 năm. Năm đó, Hoàng thượng anh hùng khí khái, hiện tại đã già, gầy đi, đôi mắt sắc bén như đại bàng hiện tại đã phai mờ khí thế, trở nên ôn hòa trên đường đi qua có lẽ có người sẽ cảm thấy đây chỉ là một vị lão gia gia trong thế gia có chút khí thế nào đó ai còn có thể nghĩ tới đây là hoàng đế năm đó tề vương năm đó cái kia toàn bộ sa trường hách hách danh tướng quân đâu thái thượng hoàng vạn tuổi vạn tuổi vạn tuổi mọi người hành lễ từ sau khi thái thượng hoàng thoái vị không bao giờ xuất hiện nữa thái tử sinh nhật cặp song sinh hoàng tử sinh nhật hắn cũng không có tới ngay cả lễ vật cũng không có tới bởi vì còn có bình vương cùng vĩnh vương ở đây hắn không có khả năng dày lên người mỏng này chỉ tặng cho đứa nhỏ cố quận thần lễ vật dứt khoát tất cả đều không cho miễn lễ chiếu ninh đế nói giọng nói không uy nghiêm hòa ái như trước đây nhìn các ngươi trẫm phát hiện không quen biết ai thái thượng hoàng nói chúng vị lão khanh gia có khỏe không vi thần rất tốt các đại thần biết chiếu ninh đế trả lời các đại thần không biết chiếu ninh đế thì cúi đầu thấy các ngươi tốt trẫm cũng tốt rồi chiếu ninh đế nói thật ra trẫm không thích làm hoàng đế chút nào trẫm thích làm tướng quân cái cảm giác cưỡi ngựa chinh phạt thiên hạ nhưng có đôi khi vận mệnh thích trêu chọc con người các vị đại thần không dám nói chuyện thái thượng hoàng nói không thích làm hoàng đế nhưng vẫn làm hoàng đế các đại thần nên trả lời thế nào đây quận thần quản lý hoa quốc rất tốt nhưng đồng dạng không thể tách rời khỏi công sức của các ngươi Chúc Hoa Quốc chúng ta năm sau càng tốt đẹp hơn, mọi người cùng chúc mừng. Chiếu Ninh Đế cầm ly rượu đứng dậy. Đa tạ Thái Thượng Hoàng. Mọi người cầm ly rượu lên uống. Xin thần Thái Thượng Hoàng, bắt đầu rất náo nhiệt, nhưng kết thúc lại rất trầm cảm. Bởi vì điều này đại biểu cho ông già rồi. Nếu không, sao ông lại bị xưng là Thái Thượng Hoàng? Rất nhiều người tiếc nuối, không khỏi nhớ đến ngôi vị Hoàng đế. Tại sao ông không truyền cho nhi tử thân sinh? Tất nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng, ngay cả là người nhà cũng không dám thảo luận. Hơn nữa, đương kim hoàng đế thực sự là người quyết đoán, không phải kiểu người lòng dạ nữ nhân. Sau tháng 10 là sinh nhật Thái tử Điện Hạ vào tháng 11, không tổ chức xa hoa, chỉ có người nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Vừa mới tổ chức đại thọ 60 cho Thái Thượng Hoàng, sinh nhật Thái tử dường như không còn quan trọng nữa, huống chi tiểu ân ân còn nhỏ. Kế tiếp là tháng 12, một năm cứ trôi qua như vậy. Hoa quốc năm 117, khai nguyên năm thứ bảy, Lý Lạc 25 tuổi, Cố Quận Thần 33 tuổi, Tiểu Ân Ân 8 tuổi, Cặp Song Sinh 4 tuổi. Ngày đầu năm mới, ngày hôm qua cùng Chiếu Ninh Đế đón giao thừa, nên ngủ trễ. Sáng sớm hôm nay, Trung Dũng Hầu phụ phái người tới gửi thư, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không gửi thư. Lý Lạc đọc xong, cực kỳ chấn động. Có chuyện gì? Cố Quận Thần còn đang ở trong chăn, làm hoàng đế, khó có thể ngủ một giấc. Phải biết rằng ngày thường hắn thật sự không có cơ hội ngủ muộn. Mỗi tháng ngoại trường ngày nghỉ tắm gội, ngày thường phải dậy sớm lâm triều. Đương nhiên không chỉ hắn dậy sớm, các đại thần cũng dậy sớm. Những người ở xa càng không có cách nào. Tổ phụ đi rồi. Lý Lạc nói. Ông ấy chết, ước chừng chết vào rạng sáng, bởi vì buổi tối đón giao thừa còn rất tốt. Nếu chết vào rạng sáng, coi như thọ 81 tuổi, sống thêm vài canh giờ cũng coi như thêm một tuổi mặc dù mới tổ chức đại thọ 80 vào năm ngoái, nhưng có thể sống qua 80 tuổi, coi như có phúc. Theo Lý Lạc mà nói, Lý Lão Thái Gia quả thực có phúc. Xuất thân tiến sĩ, làm quan bên ngoài, sau đó trở về Kinh Thành, từng bước thăng quan tiến chức, không gặp bất kỳ trắc trở, trắc trở lớn nhất là khi Lý Húc chết. Nhưng đối với đích trưởng tử Lý Húc, ông không có tình cảm gì. Nếu không, Lý Húc đi nhập ngũ nhiều năm, ông làm sao không nghe không hỏi. Nhắc tới Lý Lão Thái Gia, tình cảm xác thực rất mỏng lạnh ngươi phải tới hầu phủ cố quận thần hỏi chết vào ngày mùng một đầu năm quả là không hay cố quận thần không thích lý lão thái gia khi còn sống không thích sau khi chết cũng không có ý kiến gì lý lạc lắc đầu bây giờ không đi trễ chút nữa tới thắp hương dù sao cũng là thân tổ phụ cho dù ông ấy chưa từng chiếu cố tới ta nhắc mới nhớ năm đó ta cử hành quyên gấp trong danh sách không có tên ông ấy thật là đáng kinh ngạc ừ hôm nay tới chỗ hoàng thúc ăn cơm nếu ngươi tới hầu phủ thì để cặp song sinh ở chỗ hoàng thúc đi ta thấy lão nhị hay chọc hoàng thúc cười to cố quận thần nói ừ hoàng thúc già rồi đương nhiên thích trẻ con lý lạc đáp sau đó hướng ra ngoài vậy rồi không ngủ được ta đi nhìn bọn nhỏ một chút ngươi ngủ tiếp đi cố quận thần muốn ngủ thêm vì vậy hắn nhắm mắt mông lung chìm vào giấc ngủ lý lạc bước ra ngoài thấy trời đổ tuyết Trời ạ, à, hắn tới thế giới này 25 năm, số lần nhìn thấy tuyết có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tuyết rơi, nhìn bông tuyết lớn nhỏ rơi xuống, dựa theo tốc độ này, sợ là đến buổi tối, khắp mặt đất sẽ tràn ngập tuyết trắng xóa. Hầu gia, cung nhân hành lễ, tuyết rơi, nhìn tình hình này chắc sẽ càng lúc càng lớn. Lý Lạc gật đầu, ta rất thích nhìn tuyết rơi dày, viện này không cần quét, nhưng nền đất vẫn phải quét, lỡ bị trơn có người té đặc biệt là nữ nhân ngã một cái là bị thương. Tạ hầu gia quan tâm, đô tài lập tức đi ăn bài. Đi đi, viện của ba vị hoàng tử phải chú ý, lắc thêm đồ trên đường, đừng để bọn họ bị ngã. Lý lạc nhắc nhở. Vâng. Tiếp theo, Lý lạc tới viện của Tiểu Ân Ân. Tiểu hài tử hôm qua đóng giao thừa, ngủ muộn, hiện giờ còn đang nằm mơ. Cung nhân thấy Lý lạc tiến vào, vội vàng hành lễ. Lý lạc sụt một tiếng ý bảo bọn họ miễn lễ. Hầu gia ngược lại là Thanh Thanh tươi cười bước ra nghênh đón. Lý Lạc nhìn nàng, nhất thời cảm thấy đau lòng. Cô nương tuổi đôi mươi, duyên dáng yêu kiều, nếu ở hiện đại có thể gả vào hào môn, cho dù ở cổ đại cũng có thể tìm được một gia đình tốt, nhưng nàng không chịu thành thân, mà nguyên nhân, Lý Lạc không phải ngốc, đương nhiên hiểu phần tâm ý của nàng, nhưng giữa hai người họ không thể. Trong lòng Lý Lạc chỉ xem Thanh Thanh như muội muội hy vọng nàng được hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này không phải thứ mà hắn có thể ban tặng. Thời tiết lạnh, ngươi cũng phải chú ý giữ ấm." Lý Lạc nói. Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, sau đó nói, "Hầu gia yên tâm, nô tỳ hiểu. Thái tử điện hạ còn đang ngủ, ngài có muốn nô tỳ đi đánh thức?" "Không cần đâu. Tiểu hài tử ngủ đủ mới mau lớn, để nó ngủ đi, ta vào nhìn một cái." Lý Lạc nói. "Ngươi cũng đi xuống đi." Lý Lạc bước vào phòng ngủ dùng nội lực đánh tan khí lạnh trên người, tránh khí lạnh ảnh hưởng tiểu ân ân, sau đó với lại gần. Tiểu ân ân ngủ rất ngon, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, bởi vì chăn bông rất ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lý Lạc xoa đầu nhóc, bắt đầu từ hôm nay, nhóc 8 tuổi. Đứa nhỏ 8 tuổi nên vô ư vô lo, nhưng nhóc thì không thể. Nhóc là thái tử, sanh ra tôn quý, hưởng thụ thân phận trên vạn người, đồng thời cũng phải trả giá lý lạc đã cố gắng hết sức để cho nhóc có tuổi thơ phong phú không cần mỗi ngày đọc sách đối mặt với việc học nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ là thứ không thể tránh khỏi may mắn thay những gì hắn và cố quận thần để lại là thời đại thái bình thịnh thế trách nhiệm và nghĩa vụ nhóc phải mang không quá nặng nề chỉ cần nhóc cố gắng chăm chỉ nhân hậu hiền minh nhóc sẽ là một vị hoàng đế tốt được người người ca tụng thật ra thì lý lạc càng hy vọng các con của hắn được làm vương gia nhàn tản nhưng không được nhóc là đích trưởng tử của cố quận thần tiểu ân ân chuyển động mí mắt sau đó mở ra cha thấy lý lạc ngồi ở mép giường nhóc cười toe toét lý lạc ôn hòa nói ngủ tiếp đi còn sớm cha sợ ngươi buổi tối đá chăng tới nhìn ngươi một cái vâng ạ à. tiểu ân ân dụi dụi đầu nhỏ vào tay lý lạc nhắm mắt tiếp tục ngủ lý lạc nhìn nhóc lòng mềm nhũng đúng là trẻ con giống như một viên kẹo bông chỉ muốn ngậm trong miệng Lý Lạc cúi đầu, hôn lên má Tiểu Ân Ân, sau đó kéo chăn bông rồi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, Tiểu Ân Ân mở mắt, đưa tay xoa xoa mặt chỗ bị Lý Lạc hôn. Thật tốt quá, cha không bởi vì có thêm hai đệ đệ mà không thương nhóc. Tiếp tục nhắm mắt, ngọt ngào ngủ. Cặp song sinh hôm qua không đón giao thừa bởi vì ngủ quên giữ chừng. Nhắc tới đón giao thừa, hai bé vui vẻ không thôi. Kết quả chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi, cho nên hôm nay tỉnh dậy sớm khi lý lạc tới thăm hai bé đang ngồi trên giường nói chuyện không biết nói cái gì hai bé ngồi trên giường không mặc nhiều y phục nhưng bởi vì bên trong có địa long rất ấm áp không sợ lạnh thấy lý lạc tới hai bé hào hứng nhị hoàng tử hỏi cha hôm nay cha dậy sớm cha cha tới tìm chúng con sao tam hoàng tử hứng thú bừng bừng trải qua hai năm điều dưỡng tam hoàng tử không còn là tam hoàng tử yếu nhược nữa có điều đã tập thành thói quen trầm mặt, chỉ ở trước mặt Lý Lạc, trước mặt người thân, bé mới sinh động hơn một chút. Ừ, cha đến nhìn các con. Qua năm mới, cha tới tặng các con phong bì đỏ mừng tuổi. Lý Lạc nói, con muốn phong bì đỏ. Tam hoàng tử reo hò, con cũng muốn phong bì đỏ. Nhị hoàng tử vội vàng theo sau, phong bì đỏ cực lớn cực lớn. Chương 523, đêm trước kết thúc chính. Nghe bé nhấn mạnh phong bì đỏ cực lớn cực lớn, Lý Lạc không khỏi buồn cười. Phong bì thế nào mới gọi là phong bì cực lớn cực lớn? Chính là phong bì lớn nhất. Nhị hoàng tử trả lời. Vậy phải chờ con rời giường, đi hỏi phụ hoàng. Lý Lạc nói. Tại sao? Nhị hoàng tử không hát y e. Cha tặng phong bì đỏ mà, tại sao phải hỏi phụ hoàng? Con muốn cha tặng phong bì đỏ cơ. Phong bì đỏ cũng phải nhìn mặt người. Phong bì đỏ của phụ hoàng không thích bằng phong bì đỏ của cha cha đương nhiên sẽ tặng con phong bì đỏ nhưng phong bì đỏ cực lớn thì phải hỏi phụ hoàng bởi vì phụ hoàng là nhất gia chi chủ nhất gia chi chủ nhiều tiền nhất muốn phong bì cực lớn phải hỏi nhất gia chi chủ hiểu chưa thì ra là thế nhị hoàng tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thế lát nữa đi chúc tết phụ hoàng con phải xin phụ hoàng một phong bì đỏ cực lớn con đưa cho cha như thế cha cũng có tiền lý lạc không ngờ bé tặng phong bì đỏ cực lớn cho mình bởi vì mình không thể tặng phong bì đỏ cực lớn nên trong lòng con trai hắn là kẻ không có tiền không biết phải hình dung thế nào đây lý lạc cười khổ vậy cha cảm ơn con trước nhị hoàng tử điện hạ của cha không cần khách khí nhị hoàng tử trả lời con không chỉ tặng phong bì đỏ cực lớn cho ta tất các các phong bì đỏ đều tặng cha hết còn có phong bì đỏ của thúc tổ phụ tặng lão vương gia tặng còn có quận nhất bá bá trường thành bá bá mạnh gia gia nhị hoàng tử bẻ bẻ ngón tay tưởng như đếm không xuể quá trời người tặng phong bì đỏ còn có đại bá đại bá mẫu bình vương bá bá bình vương bá mẫu vĩnh vương bá bá vĩnh vương bá mẫu nhiều lắm nghe giọng điệu có vẻ rất tự hào cha lúc nhỏ con có phong bì đỏ không tam hoàng tử đột nhiên hỏi đương nhiên là có từ lúc con ra đời đã có lý lạc trả lời vậy phong bì đỏ cũ của con đâu tam hoàng tử quả nhiên thông minh, đây mới là mục đích chính. Lý Lạc biết tam hoàng tử thông minh, nhị hoàng tử hoặc bác tinh nghịch, nhưng không bình tĩnh như tam hoàng tử. Tam hoàng tử bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ trước, cũng bởi vậy, tuổi còn nhỏ đã có chủ kiến riêng. Người ta nói, ba tuổi xem lão, tam hoàng tử ba tuổi đã trầm ổn như vậy, tương lai không cần phải nói. Đối với tính cách tam hoàng tử, Lý Lạc rất hài lòng. Dẫu sao tiểu ân ân chỉ có hai đệ đệ nhị hoàng tử hoặc bác, tiểu ân ân cần một người chứng chặt trợ giúp nhóc. Đương nhiên là cha giữ. Lý Lạc trả lời. Lúc đó các con còn nhỏ, cha giữ giúp các con. Bây giờ các con trưởng thành, cha sẽ trả lại cho các con. Con không cần. Tam hoàng tử nói. Bạc cho cha hết. Tại sao? Lý Lạc tò mò. Một hai phải đưa bạc cho hắn, chê hắn nghèo ư. Hay là hắn nói cái gì khiến các con cảm thấy hắn tội nghiệp? Bởi vì phụ hoàng giàu hơn cha, phụ hoàng làm nhất gia chi chủ tam hoàng tử giải thích hài nhi hy vọng cha giàu hơn phụ hoàng cha có thể trở thành nhất gia chi chủ tuy tam hoàng tử nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu nhất gia chi chủ là gì cũng biết địa vị trưởng qua nặng nề cho nên nhất định phải khuyến khích lý lạc làm nhất gia chi chủ hóa ra các con đưa bạc cho cha là hy vọng cha trở thành nhất gia chi chủ tam hoàng tử gật đầu nhị hoàng tử cũng gật đầu cho nên cha phải cố gắng lên nhị hoàng tử hướng Lý Lạc giơ ngón tay cái, cha, con đặt niềm tin vào cha, cảm ơn, làm khó các con một mảnh tâm ý, nếu cố quận thần biết cặp xanh đôi có ý nghĩ này, nhất định tức điên, nhi tử khăng khăng kéo hắn xuống khỏi chiếc ghế nhất gia chi chủ, không hiểu hắn đã làm cái gì khiến nhi tử tức giận đến thế, Lý Lạc hỏi một câu, dẫu sao cố quận thần và bọn nhỏ là phụ tử mà, tại sao các con muốn cha làm nhất gia chi chủ? Phụ hoàng chọc các con giận sao? hay là phụ hoàng làm cái gì khiến các con không vui nhị hoàng tử lắc đầu không có tam hoàng tử cũng lắc đầu không có vậy thì vì cái gì lý lạc càng không hiểu bởi vì con thích cha hơn nhị hoàng tử trả lời muốn cha làm nhất gia chi chủ con cũng thích cha cha hơn muốn cha làm nhất gia chi chủ tam hoàng tử trả lời cha chỉ cần cha có nhiều bạc có thể làm nhất gia chi chủ đúng không dĩ nhiên không phải lý lạc trả lời nhất gia chi chủ đợi lát nữa các con nhận phong bì đỏ cực lớn có thể hỏi phụ hoàng thế nào lại nhất gia chi chủ cảm ơn cha nhắc nhở hài nhi hiểu rồi nhị hoàng tử nói hài nhi cũng hiểu rồi tam hoàng tử nói thời gian không còn sớm cố quận thần rời giường tiểu ân ân cũng rời giường tiếp theo là chúc tết lý lạc dẫn cặp song sinh và tiểu ân ân tới chúc tết cố quận thần cố quận thần ngồi ở chủ vị nhìn Lý Lạc cùng ba hài tử, dường như rất có uy nghiêm nhất gia chi chủ. Cặp song sinh cảm thấy, đó là uy nghiêm của nhất gia chi chủ, mặc dù hai bé không hiểu uy nghiêm nhất gia chi chủ là cái gì. Đợi Lý Lạc ngồi xuống bên cạnh cố quận thần, tiểu ân ân dẫn đầu các đệ đệ chúc Tết, năm ngoái cũng như vậy, các bé biết tập tục. Nhi thần chúc phụ hoàng và cha năm mới như ý, vạn sự đại cát. Tiểu ân ân nói, cố quận thần ừ một tiếng, cho tiểu ân ân một cái phong bì đỏ cũng chúc ngươi năm mới bình an, nhiều sức khỏe, mau lớn. Đối với gia trưởng mà nói, hai tử bình an nhiều sức khỏe mau lớn mới là trọng yếu nhất. Chúc con mọi chuyện như ý, càng ngày càng thông minh. Lý Lạc cũng tặng một cái phong bì đỏ. Cảm ơn phụ hoàng, cảm ơn cha. Tiểu Ân Ân nhận bao lì xì, trong lòng thật cao hứng, lại có một khoản tiền để dành. Tiểu Ân Ân 8 tuổi đã biết tầm quan trọng của bạc. Thân là thái tử, đối với nhóc mà nói bạc vô cùng trọng yếu. Tiểu Ân Ân vui vẻ cất bao lì xì, bao lì xì màu đỏ phồng phồng, hẳn là ngân phiếu. Tiểu Ân Ân không biết bên trong có bao nhiêu, nhưng dựa theo độ dày mà nói, nhóc đoán chắc là không ít. kế tiếp là cặp song sinh chúc tết. nhị hoàng tử mở lời trước, chúc phụ hoàng năm mới vui vẻ, chúc cha năm mới vui vẻ. sau đó đưa tay, chờ cầm bao lì xì. cố quận thần nhìn bộ dáng bé, không khỏi buồn cười. chúc người năm mới vui vẻ trực tiếp tặng bé phong bì đỏ. Sau đó là Lý Lạc, chúc con năm mới vui vẻ, cũng tặng bé một phong bì đỏ. Nhị hoàng tử nhận hai bao lì xì, chuyển hướng cố quận thần hỏi, phụ hoàng, nhất gia chi chủ là cái gì? Cố quận thần nhướng mi, ngươi hỏi cái này làm gì? Bởi vì con muốn cha làm nhất gia chi chủ, Nhị hoàng tử đáp, câu trả lời vô cùng trực tiếp. Cố quận thần nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt như có điều suy nghĩ cùng hoài nghi. Không phải ta dạy con đâu lý lạc vội vàng giải thích hắn đây thân chính không sợ bóng tà nhưng cố quận thần không tin biểu cảm trong mắt đầy ý vị sâu xa có điều hắn không hỏi lý lạc lý lạc chắc chắn không thừa nhận hắn quay sang hỏi nhị hoàng tử tại sao ngươi muốn cha làm nhất gia chi chủ bởi vì cha không giàu bằng phụ hoàng nhất gia chi chủ giàu nhất còn muốn cha có nhiều bạc nhất nhị hoàng tử trả lời cố quận thần còn tưởng hắn đòi trọng chấn phu cương hóa ra là vấn đề này Cha ngươi còn nhiều bạc hơn phụ hoàng." Gạt ngươi. Nhị hoàng tử không tin. "Cha nói phụ hoàng nhiều bạc hơn?" Bé tin lời cha. Ngài gạt ngươi, đại nhân không thể gạt ngươi, ngài gạt ngươi. Cố quận thần thực sự chỉ muốn treo ngược bé lên đánh một trận. "Là thật, cha ngươi nhiều bạc hơn phụ hoàng. Phụ hoàng giao hết bạc cho cha quản. Nhà chúng ta có hài tử, ai sinh hài tử người đó giữ bạc, ngươi muốn biết có phải cha sinh ngươi hay không, cứ hỏi cha ngươi là biết." nhị hoàng tử bị rối loạn tâm quan rồi bé còn đang suy nghĩ câu nói của cố quận thần bé lại do cha sinh sao thật ra thì bé và tiểu ân ân giống nhau cho tới hiện tại chưa từng nghĩ tới việc trong nhà phải có mẫu thân tại sao các bé không có mẫu thân cũng chưa từng nghĩ tới việc là ai sinh ra các bé mà hiện tại bé trợn tròn mắt cha sinh con ngài nói dối nhị hoàng tử không hiểu lắm nhưng bé đâu có ngốc nữ nhân mới sinh hài tử ngài nói dối. Tam hoàng tử bẹp miệng, cũng nhìn cố quận thần, nhưng vấn đề là, nếu như chỉ có nữ nhân sinh hài tử, vậy các bé là ai sinh? Chúng con. Chúng con là ai sanh ra? Tam hoàng tử hỏi, nữ nhân nào sinh chúng con? Đúng, đây mới là điểm chính. Tam hoàng tử hỏi một câu, đánh tỉnh nhị hoàng tử. Nữ nhân nào sinh chúng con? Tại sao bà ấy không cần chúng con? Các ngươi là cha sinh. Tiểu ân ân nói, không chịu nổi nữa. Hai đứa ngu ngốc là cha sinh các ngươi, ta thấy. Ca ca, nhị hoàng tử nhìn về phía tiểu ân ân, bé vô cùng tín nhiệm ca ca chúng ta thật sự là cha sinh. Nam tử cũng có thể sinh con. Tiểu ân ân gật đầu, nam tử có thể sinh con, ngươi cũng có thể sinh con. Gì? Nhị hoàng tử lần nữa đảo lộn tam quan. Bé biết, tiểu hài tử ở trong bụng đi ra, nếu như bé có thể sinh con nhị hoàng tử nhất thời nhìn vào bụng mình còn duỗi móng nhỏ vuốt một cái. Bụng nhỏ của ta có thể sinh con. Bé nhìn Tiểu Ân Ân, hỏi. Tiểu Ân Ân gật đầu, đợi ngươi trưởng thành có thể sinh. Vậy phải lớn bao nhiêu? Nhị hoàng tử hỏi. 18 tuổi. Năm tử 18 tuổi nhược quán, chắc là 18 tuổi đi. Vậy phải đợi bao lâu? Ta mới 4 tuổi. Nhị hoàng tử lại hỏi. Còn phải chờ 14 năm. Tiểu ân ân trả lời. 14 năm là bao lâu? Nhị hoàng tử lại hỏi. Tiểu ân ân vô lực, chờ tới khi ngươi cao bằng cha. Nhị hoàng tử đi tới bên cạnh Lý Lạc, so sánh, còn rất lâu. Bé hơi thất vọng à ngang. Ngươi vội vã muốn sinh con. Tiểu ân ân hỏi, ngãn miệng cười xấu xa. Nhị hoàng tử gật đầu, muốn. Tại sao? Lần này đến phiên Lý Lạc hỏi. Hắn bị chữ muốn của nhị hoàng tử dọa sợ. Chương 524, kết thúc một. Nhị hoàng tử không hiểu sao mọi người không đoán ra, nhưng bé vẫn thành thật trả lời, bởi vì con muốn sinh hai tử chơi với con. Mẹ ta ơi. Lý Lạc muốn khóc, ai nói bé kế thừa bộ não của hắn? Ai nói? Hắn nhất định xử đẹp đối phương. Cha, con xin cho cha một đứa nhỏ để chơi được không? Nhị hoàng tử còn vui vẻ hỏi Lý Lạc. Lý Lạc vẫy tay với bé. Con tới đây. Nhị hoàng tử đi tới bên cạnh Lý Lạc, hy vọng được Lý Lạc khen ngợi. Đợi con 18 tuổi cha đương nhiên nguyện ý cho con sinh hài tử cho cha chơi, nhưng con phải nhớ, con bây giờ còn nhỏ, không thể nói cho người ngoài biết con có thể sinh hài tử, hiểu không? Nhị hoàng tử chớp mắt, bí mật sao? Đúng, bí mật. Lý lạc cắn răng nghiến lợi, chỉ có thể nói cho người con yêu, rất yêu rất yêu, biết chưa? Cái gì là người yêu, rất yêu rất yêu? Nhị hoàng tử không hiểu, rất là không hiểu. Lý lạc suy nghĩ một chút, tự như phụ hoàng và cha chúng ta hợp thành gia đình trừ ba huynh để các con chỉ có chúng ta ý nghĩa quá thâm ảo bé nhất định không hiểu sinh con cần phải có hai người mới sinh được một mình con không thể sinh nếu một ngày nào đó có người nguyện ý ở cùng con cả đời con có thể sinh hài tử với hắn như vậy đã hiểu chưa cho nên con phải tìm được một người nguyện ý ở cùng con cả đời có phải hay không nhị hoàng tử hỏi ngược lại đúng thật thông minh lý lạc khen ngợi bé nhị hoàng tử vui mừng sau này nhị hoàng tử trưởng thành trở thành một công tử nổi danh quần là áo lụa nhân sinh của bé chỉ cầu một thứ có ai đồng ý cùng bé trôi qua cả đời nhưng trong kinh thành ai dám có lá gan thú nhị hoàng tử mà nhị hoàng tử cảm thấy thân làm nam nhân bé có thể sinh hài tử còn ham thích sinh vật nhu nhược hay khóc lóc như nữ nhân làm gì kinh thành không có người bé muốn nhị hoàng tử ra ngoài tìm chưa kể một ngày nào đó bé thật sự mang về một người người đó nguyện ý cùng bé nhất sinh nhất thế nhất song nhân hơn nữa còn là một hòa thượng tam hoàng tử nghe mọi người trò chuyện tự giác xoa xoa bụng sinh con ư quên đi mang theo một quả bóng trong bụng phiền phức làm sao nhị hoàng tử đã đủ phiền phức rồi thêm một cái phiền toái bé chịu không nổi bé không thèm sinh con đâu tam hoàng tử thông minh nghĩ kế tiếp là tam hoàng tử chúc tết cố quận thần và lý lạc tương tự tặng phong bì đỏ nhưng lý lạc chưa yên tâm hỏi con cũng muốn sinh con sao hắn thực sự là bị lời vừa rồi của nhị hoàng tử hù dọa tam hoàng tử lắc đầu hài nhi không thích trẻ con trẻ con phiền phức ríu ra ríu rít phiền toái không ngừng cặp song sinh dáng dấp giống nhau như đúc sao tính cách khác biệt nhau đến thế lý lạc chưa bao giờ bị đã kích tới hôm nay lại bị hai đứa nhi tử thay phiên nhau đã kích chúc tết xong cả gia đình tới thái cực cung chúc tết chiếu ninh đế chiếu ninh đế để chuẩn bị sẵn địa long điểm tâm và trà nước chờ bọn họ tới có điều lúc cả gia đình đi tới chiếu ninh đế lại nói dọc đường đi rơi đầy tuyết đề phòng hai tử bị lạnh không cần cố ý tới đây đâu lý lạc nói ngài là nhất gia chi chủ nhất gia chi chủ ở đâu hậu bối sao có thể không tới câu này chiếu ninh đế thích nghe đây là hoàng cung của cố quận thần ông ở trong hoàng cung cảm thấy không giống như ở nhà mình. Hiện tại Lý Lạc nói câu này, không phải trấn an ông hay sao? Thì ra thúc tổ phụ cũng là nhất gia chi chủ, thật là lợi hại. Nhị hoàng tử tụt xuống khỏi người cố quận thần. Nhất gia chi chủ tặng phong bì đỏ lớn nhất. Nhị hoàng tử vương tay. Được, cho ngươi phong bì đỏ lớn nhất. Chiếu ninh đế để chuẩn bị phong bì đỏ từ sớm, kêu hải công công phát cho bọn họ. Ba huynh đệ cộng thêm cố quận thần và lý lạc, ai cũng có, nhị hoàng tử và tam hoàng tử vội vàng đưa phong bì cho lý lạc hai bé nhất định phải gửi tiền cho cha trước một lát sau bình vương phủ và vĩnh vương phủ tới theo sau chúc tết chiếu ninh đế một lúc sau nữa phủ công chúa tới là hai vị công chúa của chiếu ninh đế thái cực cung thực sự trở nên sôi động sau khi dùng bữa ở thái cực cung vương phủ và phủ công chúa ở hoàng cung bồi chiếu ninh đế lý lạc rời đi bởi vì lý lão thái gia qua đời lý lạc phải qua một chuyến Địa vị người càng cao, chữ hiếu càng không thể bỏ mặt. Cho dù Lý Lão Thái Gia có từng chiếu cố Lý Lạc hay không, ông là người trao sinh mệnh cho Lý Húc, Lý Húc trao sinh mệnh cho Lý Lạc. Máu mũ tình thâm, không thể đoạn. Chưa kể, Lý Lão Thái Gia khiến người ta chán ghét mà không rõ lý do. Nếu nói vô năng, người thi đậu tiến sĩ sao có thể nói là vô năng? Còn nói có khả năng. Đối với chuyện trong nhà, một chữ cũng không biết. Theo lời Lý Lạc mà nói, đó là một người kỳ ba trung dũng hầu phủ treo vài trắng linh đường đã sửa lại mà hiện tại trong linh đường đang có người khóc tan hầu phủ có phòng lý huy phòng lý hạo bao gồm quốc công phủ đều có mặt tại hầu phủ không chỉ bọn họ các hộ thông gia cũng tới lý lão thái gia sau khi chết còn rực rỡ hơn cả khi còn sống chỉ có thể nói rằng ông có một đứa tôn tử ngoan ngoãn sợ là ngoại trừ đương kim không ai sau khi chết mà rực rỡ như ông. Dĩ nhiên, đương kim bao gồm cả Thái Thượng Hoàng. Lý Tiểu Hậu gia đến. Lý Tiểu Hậu gia đến. Lý Tiểu Hậu gia đến. Từ ngoài cổng, thanh âm thái giám truyền vào linh đường. Lý Lạc tới không báo trước, tới đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp. Cũng may tức phụ Lý Hồng phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng sai người đi gọi Lý Hồng. Lý Hồng và Lý Huy ở chung một chỗ, vì vậy hai người tự mình ra tiếp đón Lý Lạc. Tham kiến hậu gia hai người hành lễ quân thần hoàng hậu là quân bọn họ là thần lý lạc không tránh trước mặt mọi người hắn không thể tránh quân chính là quân thần chính là thần có điều về mặt cá nhân phu thê lý huy là bá phụ của hắn hôm nay vất vả bá phụ lý lạc nói còn có đại ca đây là đương nhiên đây là bổn phận nên làm lý huy và lý hồng đồng thanh nói hướng vào bên trong tất cả nam quyến đều có mặt dân cư tương đối nhiều một phòng Lý Huy. Y có hai nhi tử cùng mấy tôn tử. Một phòng Lý Hạo cũng có hai nhi tử và mấy tôn tử, thậm chí cả tôn nữ tế. Ngoại tôn nữ tế thật sự là rất nhiều người. Nội danh trong đó có Tô Mộ, Chương Luyện Bạch. Tô Mộ và Chương Luyện Bạch là tôn nữ tế của Lý Lão Thái Gia. Vậy mới nói, Lý Lão Thái qua qua đời vô cùng rực rỡ. Vu Khôn cũng tới, Vu Khôn là tầng nữ tế. Còn có Khánh Bá Phủ, bởi vì Lý Vân gã tới Khánh Bá Phủ lữ phủ cũng tới là nhà mẫu thân tức phụ lý hồng bên phía quốc công phủ có phu thê lý đạm phu thê lý thần gia đình lý tinh cộng thêm thứ tử thứ nữ của lão quốc công may mà hầu phủ đủ rộng nếu là nhà bình dân thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy duy nhất còn thiếu là nhân hương hầu ở hoành châu xa xôi sợ là sáng nay mới sai người đi báo lão phong quân không thể tới nhân hương hầu trấn thủ hoành châu cũng không thể tới các đệ đệ muội muội nhân hương hầu sẽ đi một chuyến Trường hợp thế này, ngay cả thời điểm vu lão tướng quân qua đời cũng chưa từng thấy qua. Thế mới nói, người như Lý Lão Thái Gia quả thật không bình thường. Lý nãy nãy cùng người Lý Gia cũng tới. Bọn họ ở Hậu Phủ, là nhà dưỡng mẫu của Lý Lạc. Toàn bộ kinh thành đều biết, Lý Lạc thân thiết với nhà dưỡng mẫu còn hơn cả Hậu Phủ. Tất cả mọi người tập trung tại Hậu Phủ, cơ như tụ họp một lần. Hậu Gia, Quỳnh Cực Viện để trống vẫn có người quét dọn. Hôm nay tổ phụ đi rồi lập tức lại có người tới quét dọn hầu gia muốn đi qua nghỉ tạm không lý hồng hỏi được lý lạc gật đầu ta đưa hầu gia lý hồng dẫn đường lý lạc nói đi dân hương cho tổ phụ trước xem ta quên mất y bận biểu lâu quá dẫu sao bây giờ y là hầu gia còn là đích trưởng tôn khi lý lạc tới linh đường nhiều người tới dân hương đều rối rít hành lễ với hắn lý lạc phất tay miễn lễ sau đó hắn bước tới trước quỳ xuống dập đầu ba cái trước thi hài lý lão thái gia mọi người bị rung động không thôi với thân phận lý lạc chỉ cần tới đưa tiễn một đoạn đường là đủ rồi nào cần hắn hạ thấp như vậy chứ kế tiếp lý lạc không ở lại mà trực tiếp tới quỳnh cực viện mọi thứ trong quỳnh cực viện vẫn vẹn nguyên như xưa bên trong sạch sẽ đúc địa long có lẽ mọi người không biết khi nào hắn sẽ tới sáng sớm để chuẩn bị địa long lão phu nhân thân thể khỏe không lý lạc hỏi lý hồng vội đáp vẫn như cũ ước chừng trúng gió không thể lành có điều thân thể khỏe mạnh coi như may mắn tuổi lớn rồi ta cũng nghĩ thoáng lý hồng luôn luôn nghĩ thoáng nếu không ngày xưa mất đi vị trí thế tử y đã không bình tĩnh như vậy là một thanh niên tốt thân thể khỏe mạnh là tốt rồi lý lạc nói liên quan tới cái chết của tổ phụ có mời đại phu nhìn qua chưa đột nhiên qua đời vẫn phải suy nghĩ nhiều một chút. Đã xem qua, bị đờm chặn trong cổ họng, thở không nổi, qua đời. Lý Hồng trả lời, trong phòng ông đốt địa long, cộng thêm thời tiết lạnh, trong cổ họng nhiều đờm. Đúng là chết oan mà, nhưng không oan bằng Lý Húc. Một nhân vật anh hùng cứ chết như vậy. Cái chết của Lý Húc là nút thắt trong lòng Lý Lạc. Đó là lý do tại sao hắn không muốn gần gũi với Lý Lão Thái Gia, Lý Huy cùng Lý Hạo, thậm chí ngay cả quốc công phủ, phải trừ Lý Đạm. Lý Lạc cảm thấy, chỉ cần năm đó bọn họ có lương tâm, Lý Húc lúc nhỏ sẽ không bỏ nhà nhập ngủ, mà bây giờ, Lý lão thái gia chết, nút thắt trong lòng Lý Lạc mới được tháo gỡ. Chết cũng tốt. Lý Lạc nói, đại ca đừng để ý tới ta, ngươi đi chiêu đãi khách nhân đi. Được, ta đi đây, có chuyện thì sai người tới tìm ta. Lý Hồng nói. Trong số tất cả các thành viên Lý gia, Lý Đạm là người có quan hệ thân thiết nhất với Lý Lạc bởi vì Lý Đạm là cận thần thiên tử, là thư đồng của cố quận thần. Hồi Lý Lạc còn nhỏ, quan hệ giữa hai người không tệ. Lý Lạc cảm thấy, nếu ở thời hiện đại, hắn và Lý Đạm có thể đã kết bái huynh đệ. Chương 525, kết thúc hai Lý Hồng rời đi, Lý Lạc nhìn xung quanh Quỳnh Cực Viện. Từ năm đó hắn và cố quận thần thành thân, hắn chưa từng bước chân vào chỗ này lần nào, nhưng nơi này được chăm sóc tỉ mỉ. Mặc dù hắn là nam nhân, nhưng cũng là hoàng hậu, Hậu phủ coi như là hậu tộc, viện của hắn được giữ lại, coi như là một kiểu vinh dự. Những thứ bên trong tuy được giữ lại nhưng thật ra đều là đồ mới tinh, làm theo khuôn mẫu nguyên bản, nếu không đã 10 năm rồi, làm sao có thể không bị lão hóa. Lý Lạc nhớ lại từng chuyện quá khứ, khi hắn mới tới hậu phủ, sau đó chọn tỳ nữ. Hiện giờ, ngoại trừ Niên Hồng, Nguyên Mạc, Bình An và Lục Bình đã gãi chồng, hai tử đều trưởng thành, chỉ có Niên Hồng ở lại bên cạnh hắn, thành gái lỡ thì là ma ma quản sự trong cung, nàng phụ trách y phục cho tiểu Ân Ân. Y phục trong cung thái tử đều giao cho nàng kiểm tra, đường kim mũi chỉ chỗ nào không ổn, chỗ nào mặc không thoải mái, lý là không biết tại sao Niên Hồng không thành thân. Nếu nói Thanh Thanh không thành thân bởi vì có tình cảm với hắn, như vậy Niên Hồng thì sao? Niên Hồng và hắn chỉ có tình cảm chủ tớ, điểm này hắn vô cùng xác định, nhưng cô nương cổ đại tại sao lại không muốn thành thân? hẳn là chỉ có phụ nữ hiện đại mới thích độc thân phụ nữ hiện đại có điều kiện vật chất cùng trình độ cao các cô cảm thấy đàn ông không thỏa mãn yêu cầu của mình nói cách khác đàn ông đối với các cô mà nói là vô dụng các nàng không muốn kết hôn đi theo chủ nghĩa độc thân nhưng cổ đại thì sao cổ đại cũng có ý nghĩ như thế tuy rằng có rất nhiều nữ nhân trong cung không thành thân nhưng đó là bởi vì tình huống bắt buộc năm đó hắn từng hỏi niên hồng chính bản thân niên hồng không muốn gả. Kế tiếp, Lý Lạc vào thư phòng, đồ vật quý giá nhất trong thư phòng chính là sách. Số sách Lý Trường Thành giúp hắn chạy khắp kinh thành đi mua. Thời điểm hắn thành thân, số sách được chuyển về Tề Vương phủ, sau đó chuyển tới hoàng cung. Kỳ thật, Lý Lạc không biết chỗ này có gì đáng giá để hắn lưu luyến. Sau đó hắn nhìn khắp nơi, suy nghĩ thật nhiều, quả thật không còn thứ gì đáng giá cho hắn nhớ nhung. Đối với hậu phủ mà nói, đây là viện của Lý Tiểu Hầu Gia, là viện của Hoàng hậu, bọn họ trân trọng nó, bởi vì nó có giá trị. Đột nhiên cảm thấy, ở lại chỗ này không còn ý nghĩa gì, Lý Lạc rời khỏi phòng. Hầu Gia, Thái giám đợi ngoài cửa, hồi cung, Lý Lạc nói. Vân Hầu Gia khởi giá hồi cung, Hầu Gia khởi giá hồi cung, Hầu Gia khởi giá hồi cung. Thanh âm Thái giám từ Quỳnh Cực Viện truyền ra bên ngoài, giống như lúc tới, đến vội vã, đi vội vã. Trở về hoàng cung, mọi người còn vui chơi trong Thái Cực cung. Lý Lạc đột nhiên phát hiện, đây mới là nhà của hắn, chỗ này có người hắn yêu, có hài tử của hắn, có hành lang quen thuộc, ngự hoa viên quen thuộc, từng ly từng tí, như vậy quen thuộc. Nguyên lai hắn ở trong hoàng cung đã 4 năm. Cha trở về rồi. Tam hoàng tử nhìn thấy hắn, chạy tới. Cha nhìn nẹ, tuyết rất lớn. Bé không chạy quá xa, bên ngoài trơn trượt, bé biết thân thể mình không tốt. Phải đặc biệt cẩn thận. Lý Lạc mỉm cười xoa đầu bé. Mái tóc mềm mại. Cảm giác sờ trong tay rất thoải mái. Cha. Tam hoàng tử cực kỳ nhạy cảm. Bé hình như cảm thấy Lý Lạc hơi khác thường. Cẩn thận nhìn Lý Lạc. Mang theo sự quan tâm. Sự quan tâm trong mắt. Trên mặt. Đặc biệt rõ ràng. Cha. Bé vương tay nhỏ. Kéo kéo ống tay áo Lý Lạc. Lý Lạc khẽ mỉm cười. Cha nhớ các con. Cho nên trở về. Có nhớ cha hay không Có một thanh âm sang sảng vui vẻ cất lên con cũng nhớ cha cha nhớ con nhất có phải không đây là vấn đề nhị hoàng tử thích hỏi nhất cái gì cũng muốn nhất ví dụ như được cha thích nhất ngoan nhất thực ra tam hoàng tử cũng muốn hỏi nhưng bé không thích nói chuyện chỗ đông người sẽ ngại ngùng lý lạc gật đầu ừ cha nhớ con nhất nhị hoàng tử và tiểu ân ân không có mặt lý lạc thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của bé chẳng qua là cách đó không xa có một nam nhân đang dựa vào gốc cây, giống vậy nhìn Lý Lạc, còn mang theo mấy phần bất mãn, dường như nghe thấy câu trả lời của Lý Lạc, không phải là nhớ hắn nhất sao. Đây cũng là tâm nguyện của hắn nha. Lý Lạc dắt Tam Hoàng tử đi tới. Ngươi ra ngoài làm gì? Cố quận thần liếc mắt nhìn Tam Hoàng tử. Nó đi ra được, ta không thể. Lý Lạc biết hắn lại rút gân, cười khẽ. Tới hậu phủ, nhìn hết thảy mọi thứ trong quỳnh cực viện, đột nhiên cảm thấy thực xa lạ. Tuy vẫn trưng bày đồ đạc giống như cũ, địa phương không thay đổi, nhưng đồ đạc đã thay đổi, không khí bên trong cực kỳ xa lạ, nguyên lai bất tri bất giác, ta đã rời khỏi chỗ đó rất lâu rồi. Ngay cả khi ngươi sống ở đó, ngươi vẫn thường xuyên qua đêm trong vương phủ. Cố quận thần nói, một đám dựa hơi ngươi mà thôi, đừng để ý. Cố quận thần sắc bén nói, đó là hầu phủ của phụ thân. Lý Lạc nói, cố quận thần không nói gì. Hắn biết, Lý Húc trong lòng Lý Lạc là sự tồn tại đặc biệt. Đó là nhi tử tôn kính phụ thân. Đầu thai tới thế giới này không bao lâu, Lạc Kỳ đưa Lý Lạc tới bên cạnh Lý Húc. Lý Húc dẫn hắn tập đi từng bước đầu tiên, vừa là phụ, vừa là mẫu. Lý Húc là anh hùng, là tướng quân. Ông mạnh mẽ, nhưng lại dịu dàng yêu thương nhi tử. Lý Húc hội tụ đủ mọi ảo tưởng về một người phụ thân ở trong lòng nhi tử Lý Lạc. Phụ thân ta là anh hùng. Phụ thân rất thương ta cho nên Lý Lạc tôn kính Lý Húc, số mạng Lý Húc gặp gần, tuổi nhỏ nhập ngủ, lớn lên trong sự bắt bạc, nhưng ông không bị khuất phục, không đi sai đường, ông đi từng bước từng bước, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng Lý Lạc. Bởi vậy, đối với Lý Lạc, Trung Dũng hầu phủ là Lý Húc dùng sinh mệnh đánh đổi, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy nó, chỉ ít khi hắn còn sống, tuyệt đối không có phép. Vô tiếng điêu từ xa truyền đến, ánh mắt Lý Lạc sáng lên. Người nghe gì không? Gu! Trong hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng điêu. Nghị bạch và tam bạch ở trong viện bỗng bay lên không trung. Điêu! Tam hoàng nhìn thấy, hô to. Người bên trong nghe tiếng, vội vàng chạy ra. Trên bầu trời, ba con bạch điêu vần nhau. Một lát sau, một con bạch điêu bay tới. Lạc kỳ từ trên lưng đại bạch nhảy xuống. Ngoại gia gia! Cặp mắt tiểu ân ân giống lý lạc, theo sâu sáng lên. Ngoại gia gia! nhị hoàng tử và tam hoàng tử không biết lạc kỳ bởi vì lạc kỳ ít khi nào tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ lý lạc có cuộc sống của lý lạc lạc kỳ có cuộc sống của lạc kỳ thấy lý lạc hạnh phúc đối với lạc kỳ như thế là đủ ông sẽ không xen vào cuộc sống của bọn họ hơn nữa thân là tộc trưởng lạc thị lạc kỳ có trách nhiệm của riêng mình ông vốn muốn bồi thường cho lý lạc nhưng dần dần ông phát hiện điều đó là dư thừa lý lạc có cố quận thần ở bên không sợ cô đơn. Vậy nên, Lạc Kỳ đi làm chuyện mình muốn làm, trọng chấn lạc tộc. Mà hiện tại, con dân lạc tộc lưu lạc bên ngoài để dần dần trở về. Ân ân lớn rồi. Lạc Kỳ mỉm cười nói, cả người toát ra mùi vị bi thương. Kỳ thật, từ sau khi Lý hút mất, ông bị tổn thương rất nhiều. Cảm xúc là thứ tổn thương nhất, nhất là khi hai người âm dương cách biệt. Vâng, con nhớ ngoại gia gia lắm. Tiểu ân ân nói. Lạc Kỳ nhìn nhóc, ánh mắt đầy từ ái sau đó nhìn về phía lý lạc ông không là người giỏi nói chuyện hai cha con chỉ nhìn nhau như vậy đã đủ thỏa mãn cha lý lạc cũng cười hoan nghênh trở về lạc kỳ lúng túng phát hiện nơi này có rất nhiều người nghĩ đến ăn tết lâu rồi không gặp ta tới đoàn tụ với mọi người không ngờ nhiều người thế này lạc kỳ quấy rầy rồi lạc tộc trưởng khách khí mọi người nói đua à đây là cha thân sinh của lý lạc ngay cả cố quận thần cũng phải nhã nhặn vài phần. Người ta còn có tư cách tới nơi này hơn cả bọn họ, ai dám nói lạc kỳ quấy rầy. Là cha của lạc như sao? Thanh âm chiếu ninh đế truyền tới. Ông và lạc kỳ chưa từng gặp nhau bao giờ, huống chi là tán gẫu. Lạc kỳ đi tới trước mặt chiếu ninh đế, hơn 20 năm không thấy, bệ hạ già rồi. Lạc kỳ nói, hơn 20 năm, chúng ta biết nhau sao? Chiếu ninh đế không nhớ nổi. Lạc kỳ gật đầu năm đó hút ca mang lạc nhi rời Tây Bắc, các ngươi ở trên đường gặp thích khách, bệ hạ có nhớ đôi bạch điêu kia không? Đó chính là ta, là ngươi. Chiếu ninh đế đột nhiên trợn to hai mắt, người xuất thủ tương trợ hôm đó, hóa ra là ngươi. Chẳng qua ta không cứu nổi hắn, để lạc nhi mới một tuổi không có phụ thân, lưu lạc bên ngoài. Lạc kỳ nhớ tới, lòng còn mơ hồ đau đớn. Chuyện này muốn trách, chỉ có thể trách ta. Chiếu ninh đế nói, là ta ban đầu quá tự tin lấy thân làm mồi nhữ dụ dỗ dư nghiệt xúc đầu làm hại lý hút vì ta mà chết nếu lý hút không đỡ kiếm thay ta lý hút đã không chết là ta làm hại các ngươi phụ tử không cách nào gặp nhau người yêu nhau cũng không có cơ hội nói lời cuối cùng là ông sai đây là nỗi đau dây dứt trong lòng ông ông có rất ít bằng hữu hồi nhỏ được thái tử yến bảo hộ đưa ông tới quân doanh lý hút có thể xem như bằng hữu tri kỷ của ông Hai người đồng mệnh tương liên, mặc dù ông là hoàng tử, nhưng không được đế hoàng sủng ái. Lý Húc cũng tương tự, rõ ràng là đích trưởng tử Lý gia, hậu duệ thế gia, lại vì mạng sống, vì sinh tồn, tới quân doanh làm lính. Hai người họ, làm sao không thành bằng hữu? Không, không thể trách ngài." Lạc Kỳ nói, "Về công, ngài là quân vương, hắn là thần tử, chết vì quân vương là trung quân chi đạo. Về tư, ngài là bằng hữu của hắn." vì bằng hữu không tiếc mạng sống, là nghĩa khí. Lý hút há phải hạ người tham sống sợ chết. Nói rất hay, trung nghĩa lưỡng toàn, cũng chỉ có hắn. Chiếu ninh đế đột nhiên hồi phục tinh thần, ngươi có bằng lòng cùng ta uống một chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc kỳ đáp. Hết chương 525.